long have you lived there? I lived there all year. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em bấm nút subscribe trên YouTube. Hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn clip hướng dẫn ăn cơm và bồ. Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười. Xin chào, chào mừng các bạn quay lại video của mình ngày hôm nay. Mình là Nhung. Là một đô đúng không? Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Chào các bạn, mình là Huy đến từ The School of Education. Ở video ngày hôm nay mình sẽ không chia sẻ bất cứ một kỹ năng cụ thể nào cả, mà thứ mình muốn nói đến chính là kỹ năng quan trọng nhất mà mỗi chúng ta đều cần rèn luyện mỗi ngày, đó chính là khả năng tự học. Đây là điều mà mỗi chúng ta đều mong muốn làm tốt để có thể chủ động học tất cả những kỹ năng nào giúp ích cho bản thân. Nhớ ngày xưa khi mà mình tự học guitar và thành công ấy, thì lúc đó mình nghĩ mình có thể học tất cả mọi thứ trên YouTube mà không phải mất bất cứ một đồng tiền nào. Sau đấy thì khi mà đang hưởng khí thế thì mình mắc phải một căn bệnh nan y, căn bệnh nan y khủng khiếp nhất mọi thời đại mà ai cũng phải mắc phải, đó chính là bệnh lười. Cùng tìm hiểu xem những điều đầu tiên của việc tự học là như thế nào nhé. Quay trở lại thời bé, thì bản chất của mỗi con người chúng ta là những cỗ máy để lặp lại hành động, lặp lại những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy mỗi ngày. Chúng ta càng dễ ghi nhớ những điều mà chúng ta nhìn thấy mỗi ngày. Ví dụ như là một câu nói tục gì đấy của bố mẹ chót lọt vào tai của một đứa trẻ thì ngay lập tức chúng nó sẽ nói theo. Và hành động cũng thế, chúng ta nhìn thấy bất cứ người lớn làm một cái điều gì thì ngay sau đó chúng ta có thể lặp lại rất nhanh. Đó là một khả năng phản xạ tự nhiên của con người mà gần như chúng ta gọi đó là học vẹt. Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Theo mình thấy thì cách học đó là một cách học nhanh nhất. Nghe thì có vẻ hơi vô lý đấy, nhưng mà đó chính là cốt lõi của việc tự học. Mình đã từng học guitar theo cái cách mà mình sẽ tua chậm clip chơi đàn của người nào đó, thậm chí tua chậm đến 0.5 và 0.25 trên YouTube để có thể nhìn ra cách bấm hợp âm và sau đó lặp lại y chang. Để rồi sau này khi mà mình nắm vững cách chơi, cách bấm các hợp âm rồi, lúc đó có thể quay lại lập ra những lý thuyết đằng sau nó, thay vì việc mà phải học một mớ lý thuyết rất dài và chờ đến ngày được thực hành. Việc học ngôn ngữ cũng vậy. Và chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng nghĩ là khi mà mình còn bé, bố mẹ muốn vứt chúng ta sang Anh hay sang Mỹ thì không phải bây giờ chúng ta là bằng tiếng Anh như gió rồi không? Đúng vậy. Vứt vào bất cứ một nước nào hồi còn nhỏ, còn bí bô thì chúng ta sẽ đều thành thạo ngôn ngữ của nước đó thôi. Ở hiện tại chúng ta đã có điều kiện để học ngôn ngữ một cách bài bản hơn, nhưng nếu muốn nhanh chóng đạt tới mức thành thạo thì việc tự học là một việc không thể thiếu được và thực hành vẫn phải là một ưu tiên số 1. Sau khi đúc kết lại tất cả những kinh nghiệm và quan trọng nhất thì bằng một cú nhấp chuột mình đã liệt kê được những điều quan trọng nhất trong việc tự học. Thứ nhất là luôn hiểu rõ mục tiêu của việc học. Thứ hai, lập kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Thứ ba, luôn đặt câu hỏi. Thứ tư, thử nhiều cách học khác nhau và nhiều lựa chọn khác nhau. Thứ năm, thật sự kỷ luật khi học. Thứ sáu, thường xuyên tự giác và kiểm tra lại kiến thức. Thứ bảy, chọn lọc thông tin và kiến thức. Và thứ tám, hiểu sâu và thường xuyên ôn lại. Và đó, ngay cả cái việc tự học chúng ta cũng có thể tìm ở trên Google. Và nhưng tất nhiên thì ở trên này sẽ không có ai dạy bạn phải làm như thế nào, mà thay vì đó, bạn phải muốn mình sẽ làm như thế nào và qua đó sẽ đặt ra thật nhiều câu hỏi và tìm ra nhiều những hướng đi cho riêng mình. Hãy thử thật nhiều cách khác nhau và đừng sợ ai chê cười cả. Mình khá là hâm mộ một câu nói của thầy giáo người Israel. Nếu học sinh của tôi nói em muốn hái mặt trăng, tôi cũng sẵn sàng ủng hộ. Ok, đưa tôi xem ý tưởng của em và chúng ta cùng lên kế hoạch. Còn đây là Naftali Bennett, một hình mẫu cho thế hệ trẻ Israel. Ông đã từng là người lính, trở thành sĩ quan chỉ huy chiến đấu, sau đó xây dựng và bán thành công hai doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau khi rất giàu có, ông trở về phục vụ nhà nước và hiện đang làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Và quan điểm giáo dục của Bộ trưởng đặc biệt này cũng rất khác thường. Hãy nghĩ tới những cách thức chưa từng tồn tại. Muốn vào nhà, chúng ta có thể vào từ cửa chính, vào từ cửa sổ. Và nếu cả hai cửa đều đóng, thì có thể đục mái nhà để chui xuống. Và dù sáng tạo rất quan trọng, nhưng điều còn quan trọng hơn chính là tinh thần doanh nhân. Làm sao phá vỡ mọi giới hạn để tìm ra giải pháp và đưa những sáng tạo đó vào thị trường nhanh nhất. Nói chung là những người giàu sẽ thường không rảnh để dạy chúng ta làm giàu được, vì rất có thể chúng ta có thể là đối thủ của họ trên thương trường trong tương lai. Và trừ khi những người giàu đó thực sự là những người đóng góp thật nhiều cho xã hội. Nhìn lại một chút về nền giáo dục của chúng ta khi mà bắt đầu từ bậc mầm non. Các bậc cha mẹ thì thường tỏ ra khá là tự hào khi mà con mình chưa vào lớp 1 đã biết chữ, tính toán thanh bách. Khi đó thì ở nửa bán cầu bên kia đã từng một vụ kiện xảy ra tại trường học khi mà phụ huynh học sinh kiện nhà trường vì dạy cho con họ biết chữ quá sớm mà làm mất đi khả năng sáng tạo của bé. Chung quy lại thì nền giáo dục của chúng ta so với Iceland hay những nước phát triển khác là hoàn toàn khác nhau. Những điều mình nói ở trên không phải là để chê trách hay kỳ thị gì nền giáo dục nước nhà cả, mà muốn thay đổi cả một hệ thống thì tất cả chúng ta đều phải thay đổi theo hướng tốt lên. Chúc các bạn luôn chăm chỉ và sáng tạo hơn mỗi ngày và đừng bao giờ mắc căn bệnh nan y nữa nhé.